Tưởng tượng một sinh vật có thể ngừng ăn trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mà vẫn sống tốt. Sâu dưới đáy đại dương, lươn biến đã thành thạo nghệ thuật sinh tồn này, thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sinh học. Loài vật đáng kinh ngạc này có thể nhịn ăn trong thời gian dài. Đây là chìa khóa giúp chúng sống sót trong thế giới dưới nước đầy biến động. Câu chuyện của lươn biển là một ví dụ điển hình về sự thích nghi cực độ, một bài học bậc thầy về bảo tồn năng lượng và hiệu quả sinh học. Hãy cùng tôi khám phá những kỳ quan sinh học cho phép lươn biển phát triển mạnh mẽ nơi những loài khác sẽ bị diệt vong. Bạn đã sẵn sàng khám phá làm thế nào một con vật có thể sống mà không cần ăn chưa? Lươn biển, thường bị nhầm với rắn, là một loài cá voi hơn 800 loài. Mỗi loài lại mang những đặc điểm và hành vi độc đáo riêng biệt. Chúng là những sinh vật bí ẩn, sống ẩn mình dưới làn nước tối tăm của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Từ lươn moray đầy màu sắc với hoa văn phức tạp ẩn mình giữa các rắn san hô rực rỡ, đến lươn gomper biến sâu với chiếc miệng khổng lồ có thể nuốt chồn con mồi lớn hơn cả thân mình. Sự đa dạng của lươn biến thật đáng kinh ngạc. Được tìm thấy trên toàn cầu, từ vùng nước nhiệt đới ấm áp đến những đại dương lạnh giá, lươn biển đã thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Môi trường sống khắc nghiệt đã định hình chúng thành những kẻ sống sót cuối cùng, buộc chúng phải phát triển những chiến lược sinh tồn độc đáo để đối mặt với thử thách của đại dương sâu thẳm. Ở biển sâu, nơi ánh sáng gần như không tồn tại và nhiệt độ luôn lạnh lẽo, thức ăn vô cùng khan hiếm, lươn phải chờ đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng để có cơ hội săn mới. Sự kiên nhẫn của chúng là điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Lối sống khi thì no đủ, khi thì đói khát này thúc đẩy khả năng chịu đựng sự đói khát của chúng, giúp lươn biến tồn tại qua những giai đoạn khắc nghiệt nhất. Lươn là những kẻ săn mồi phục kích lén lút, sử dụng sự im lặng và khả năng ngụy trang để tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện. Chúng bảo tồn năng lượng bằng cách chờ đợi con mồi đến với mình, thay vì chủ động săn đuổi, một chiến lược cực kỳ hiệu quả trong môi trường thiếu thốn. Cơ thể thuôn dài, linh hoạt của chúng cho phép lươn di chuyển dễ dàng trong những không gian chật hẹp, len lỏi qua các khe đá và rắn san hô, tạo điều kiện cho chúng bất ngờ tấn công nạn nhân chỉ trong tích tắc, khiến con mồi không kịp phản ứng. Chiến lược tiết kiệm năng lượng này rất quan trọng trong một thế giới mà mọi calo đều có giá trị, và sự sống còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi với sự khan hiếm. Lươn biển phát triển mạnh mẽ trong sự khan hiếm, biến những điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế cạnh tranh, một minh chứng cho sức chịu đựng phi thường và khả năng thích nghi tuyệt vời của chúng trong lòng đại dương sâu thẳm. Khả năng sống sót của lươn biển mà không cần thức ăn là nhờ những thích nghi sinh học đáng kinh ngạc. Trong thế giới tự nhiên, nơi nguồn thức ăn có thể trở nên khan hiếm bất cứ lúc nào, lươn biển đã phát triển một loạt các cơ chế giúp chúng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Những đặc điểm này không chỉ giúp chúng tồn tại, mà còn khiến chúng trở thành một trong những loài động vật biến bền bỉ nhất. Là động vật biển nhiệt, nhiệt độ cơ thể của chúng được điều hòa bởi môi trường, làm giảm nhu cầu calo. Điều này có nghĩa là khi nước lạnh đi, quá trình trao đổi chất của lươn cũng chậm lại, giúp chúng tiết kiệm năng lượng tối đa. Nhờ vậy, lươn biển có thể sống sót trong những môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ thay đổi liên tục và nguồn thức ăn không ổn định. Lươn chuyển đổi hiệu quả lượng calo dư thừa thành chất béo dự trữ, được lưu trữ trong gan và cơ bắp. Gan của lươn có thể phình to để chứa lượng mỡ lớn, đóng vai trò như một kho dự trữ năng lượng khẩn cấp. Cơ bắp dày đặc cũng giúp chúng duy trì sức mạnh trong thời gian dài không ăn, đồng thời bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng. Những chất béo dự trữ này hoạt động như một ngân hàng năng lượng trong thời gian nhịn ăn. Khi không có thức ăn, lươn biển sẽ chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng dự trữ này, giúp chúng duy trì các chức năng sống cơ bản mà không cần tiêu thụ thêm calo từ bên ngoài. Hệ tiêu hóa của chúng có thể đi vào trạng thái gần như ngủ đông, bảo tồn năng lượng khi không ăn. Quá trình tiêu hóa và trao đổi chất giảm xuống mức tối thiểu, giúp lươn biển không bị tiêu hao năng lượng một cách lãng phí. Đây là một chiến lược sinh tồn cực kỳ hiệu quả, cho phép chúng kéo dài thời gian sống sót mà không cần thức ăn trong nhiều tháng. Khi có thức ăn, hệ thống nhanh chóng hoạt động trở lại, thể hiện sự linh hoạt vệ sinh lý. Lươn biển có thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái săn mới chỉ trong tích tắc, tận dụng mọi cơ hội để bổ sung năng lượng. Sự chuyển đổi này cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của chúng với môi trường sống luôn thay đổi. Các sợi cơ của chúng được thiết kế để chịu đựng, hỗ trợ phong cách săn mồi phục kích. Cơ bắp khỏe mạnh không chỉ giúp lươn biển di chuyển nhanh khi cần thiết, mà còn cho phép chúng giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, chờ đợi con mới đến gần. Mọi khía cạnh trong sinh học của lươn
là một chiến lược được điều chỉnh tinh vi để chịu đựng những khoảng thời gian chờ đợi dài. Từ khả năng ẩn nấp, tiết kiệm năng lượng, đến sự kiên nhẫn trong săn mồi, tất cả đều góp phần tạo nên một loài động vật có sức sống mãnh liệt dưới đáy đại dương. Gói sinh học toàn diện này cho phép chúng phát triển mạnh mẽ ở vùng nước sâu. Nhờ sự kết hợp giữa các đặc điểm sinh học độc đáo và khả năng thích nghi linh hoạt, lươn biển không chỉ tồn tại mà còn phát triển thịnh vượng ở những nơi mà nhiều loài khác không thể sống sót. Đây chính là minh chứng cho sức mạnh của tiến hóa và sự kỳ diệu của tự nhiên. Lươn biển là bậc thầy trong việc bảo tồn năng lượng hành vi, làm càng ít càng tốt trong thời gian khan hiếm. Nhiều con đi vào trạng thái ngu lim, giảm hoạt động trao đổi chất và giữ bất đồng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Điều này làm giảm mục tiêu thụ năng lượng đến mức tối thiểu. Nhịp tim và hô hấp của chúng chậm lại, làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Chế độ năng lượng thấp này kéo dài lượng mỡ dự trữ bên trong của chúng trong thời gian dài. Không giống như những kẻ săn mồi khác, luôn hoàn thiện nghệ thuật chờ đợi, dựa vào sự kiên nhẫn hơn là tốc độ. Ngay cả hơi thở của chúng cũng được điều chỉnh cho lối sống ít năng lượng, hấp thu oxy qua da. Sự kết hợp giữa trao đổi chất chậm và không hoạt động có chiến lược này cho phép lươn sống sót hàng tháng mà không cần bữa ăn. Nghiên cứu hiện đại đã hé lộ những bí mật nhịn ăn của lươn biển. Các nghiên cứu cho thấy lươn có thể giảm đáng kể tỷ lệ trao đổi chất trong thời gian nhịn ăn. Chúng giảm tiêu thụ oxy hơn 60%, bảo tồn năng lượng. Lươn tiêu thụ chất béo dự trữ một cách có hệ thống trong khi vẫn duy trì chức năng cơ và nội tạng. Chiến lược này duy trì các chức năng cơ thể thiết yếu trong thời gian dài hơn. Sự di cư của lươn châu Âu thể hiện khả năng nhịn ăn của chúng, dựa vào năng lượng dự trữ cho những chuyến đi dài. Phân tích khoa học cho thấy sự cạn kiệt chất béo trong khi các cơ quan sinh sản phát triển. Hành trình này là bằng chứng thực tế về sức chịu đựng của lươn, được cung cấp bởi năng lượng dự trữ. Khả năng nhịn ăn của lươn biển là một lợi thế chiến lược trong môi trường biển không thể đoán trước. Nó cho phép chúng chiếm những vị trí mà các loài động vật có nhu cầu năng lượng cao hơn không thể tiếp cận. Nhịn ăn tăng cường cơ hội sinh sản thành công trong những cuộc di cư dài. Bằng cách dựa vào nguồn dự trữ, lươn có thể tập trung vào việc đến nơi sinh sản. Sự thích nghi này cho phép lươn phát triển, sống lâu và tránh kẻ săn mồi. Khả năng nhịn ăn của chúng là một sự bảo hiểm sinh học chống lại sự bất ổn của tự nhiên. Nó làm cho chúng mạnh mẽ và thích nghi, có khả năng sống sót qua những thay đổi môi trường. Sự kiên nhẫn và khả năng chiến thắng cơn đói của lươn khiến nó trở thành một nhà vô địch sinh tồn thực sự. Lươn biển mang đến những bài học sâu sắc về khả năng phục hồi và thích nghi. Không chỉ là một sinh vật bí ẩn của đại dương, lươn còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự bền bỉ trước thử thách. Dù phải đối mặt với môi trường thay đổi liên tục, chúng vẫn giữ được sự linh hoạt và khả năng sống sót đáng kinh ngạc. Trong một thế giới hối hả, lươn cho thấy sức mạnh của sự kiên nhẫn và bảo tồn năng lượng. Chúng không vội vàng mà chọn cách di chuyển chậm rãi, tiết kiệm từng chút sức lực để vượt qua những chặng đường dài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi chậm lại và quan sát kỹ lưỡng có thể mang lại hiệu quả lớn hơn là lao vào mọi việc một cách vội vã. Cuộc sống của lươn là một bài học bậc thầy về hiệu quả, phát triển mạnh mẽ bằng cách di chuyển thông minh hơn, không nhanh hơn. Chúng tận dụng từng cơ hội nhỏ để tiến lên phía trước, tránh lãng phí sức lực vào những việc không cần thiết. Sự khéo léo này giúp lươn tồn tại và phát triển trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Lươn dạy chúng ta cách thích nghi với môi trường và nuôi dưỡng khả năng phục hồi bên trong. Khi gặp khó khăn, chúng không bỏ cuộc mà tìm cách thay đổi, ẩn mình hoặc chuyển hướng để vượt qua thử thách. Đây là kỹ năng quan trọng giúp con người đối mặt với những biến động không lường trước trong cuộc sống. Việc quản lý tài nguyên của lươn là một nguyên tắc sinh tồn có thể áp dụng ngoài đại dương. Chúng biết khi nào nên sử dụng năng lượng và khi nào nên tiết kiệm, giống như chúng ta cần biết cách phân bổ thời gian, tiền bạc và sức lực cho những điều thực sự quan trọng. Hành trình của lươn truyền cảm hứng cho sự kinh ngạc đối với các giải pháp của tự nhiên và những đột phá tiềm năng trong sức khỏe con người. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách lươn phục hồi và tái tạo, mở ra hy vọng cho các phương pháp chữa lành và thích nghi mới trong y học hiện đại. Lươn là biểu tượng của sức chịu đựng, thách thức những giả định về những thứ cần thiết trong cuộc sống. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, sự đơn giản và khả năng thích nghi mới là chìa khóa để vượt qua mọi trở ngại. Bằng cách nắm bắt sự khôn ngoan của lươn, chúng ta có thể điều hướng tốt hơn những vùng nước khó đoán của cuộc sống. Hãy học hỏi từ sự kiên nhẫn, linh hoạt và khả năng phục hồi của lươn để vững vàng tiến về phía trước.
dù cho thử thách có lớn đến đâu.